Dường Kiểu Bình An mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em giao lưu với bà con một số cây bonsai gồm có Chiếu Thủy, Linh Sam, Nguyệt Quế ha. Với mấy cây lộc vừng ha bà con. Đó, này em có lô một quế cũng đẹp đẹp ha. Đây là mã số 1. Đó, A1 ha bà con, bữa nay là chữ A trước ha, A1 ha. Đó là một cây chung nu ha, cây rất là già cây, cốt cạnh nuôi cắt giật ha bà con, cây này cũng thành phẩm ha. Đó. Em đo thông số chiều cao ha. Chiều cao là 35. Đó. Cây này cốt cạnh rất là lớn ha bà con, nuôi cắt giật ha. Đó. Này rất là già cây rồi. Nó một bệ lên 3 thân ha, tam tài ha bà con. Đó, tam đa phước lộc thọ ha. Tổng cái chiều dài tán là 66. Đó, cây đang lên bông ha bà con, đang lên đọt non lên bông ha. Đó, dòng Chiếu Thủy là chung nu ha bà con. Cây bay lớn này cũng rất là lâu năm rồi ha. Đó, em đo cái tổng cái hoành ha. Đây. Tổng hoành 3 thân như là 44 nha bà con. Đó. Đây chỗ này cái rễ nó bị lũa một tí ha. Đó. Nó cứng rồi ha bà con, nó cứng rồi ha. Không không, nó tới đây à, chút xíu à, không có bọng. Đó, nó cứng rồi ha. Đó. Để em đo một thân đại diện luôn ha. Thân đại diện lớn nhất của cây. Hai mươi sáu ha bà con. Đó. Đây cốt cành thì nuôi cắt giật rất là lớn rồi ha. Mấy con chủ nó lớn lớn, thơ lớn tay cái, từ tay cái lên nha bà con. Đây như cốt này cũng rất là lớn ha. Đó, mã số A1 này em giao lưu bà con có chậu luôn là 5,5 triệu, em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây. Rất là già cây ha. Đó. Cái này về mình nuôi mình thả thời gian cho mặt thẹo nó kéo ha bà con. Rồi, 5,5 triệu cái A1 ha, em bao ship toàn quốc ha. Ship chậu luôn nha bà con. Đây tiếp tục A2. A2 là một cây nu gọt cong ha. Đó. Dòng nu gọt cong. Đó. Chiều cao nó là 44 ha. Cây này nó có duyên cây nhưng mà đế thì hơi yếu ha bà con. Đó, chỉ nu nu với thôi ha. Tán ngang 50. Đó, nu gọt cong này cốt cành cũng khá lớn rồi ha. Đó. Hoành như gì là 26 ha bà con. Đó, đó thân gì đó ha. Nó nu nu gì thôi, chứ đế nó thì nó không có khá không ha. Đó. Nu nó rất lớn ha. Cây này em giao lưu bà con là 1,3 triệu, em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây nu gọt cong ha. Cái này là chậu nhựa em ship luôn ha. A2 ha bà con. Tiếp tục A3 ha. A3 là một cây nguyệt quế ha bà con. Đây, cây này rất lớn ha. Đây. Cây phơm tàn rất là mịn nè bà con, này vô dây nước thứ 3 rất là mịn nha. Cây này khoảng 20 ngày nữa thì bắt đầu cái vàng tược non nó lên đó. Nó lên tùm cái là cây rất đẹp ha. Mình cool lên cho nó theo tay tán vậy ha. Lá chung bông chùm ha bà con, dòng này thì bông chùm rất là lớn ha. Chiều cao như vậy là nó 82. Đó. Tổng cái tán ngang ha bà con. Tổng tán ngang gì là nó 119 ha. Đó. Cây này đế đều bốn phía là rất là đẹp ha bà con. Rất là có duyên luôn, phơm tàn thì rất ấm ảnh rồi. À, cốt lớn ngón tay cái, lớn hơn tay cái ha bà con. Cốt cành cũng khá lớn ha. Đây. Hoành vị trí này là 33 ha bà con. Đó. Cái dòng đế cái này khoảng 106 ha. Đó là em đo nó còn nằm ở trên nữa đó ha. Đó. Đo nó dính sát chỗ này, nó đo mà chuẩn cái nó có 103 cho ha. Đây, cây rất là đẹp ha, dàn đế rất đẹp. Cái này em giao lưu bà con là giá 4 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn, khi đi em ép cây vô tí xíu về bà con có thể là mình bẻ lại ha bà con. Đó, A3 giá 4 triệu em bao ship toàn quốc ha. Cây rất là đẹp cây ha. Thân đế đầy đủ có, cây liền lạc hết ha.
Rồi. Để lưng. Bay đi. Rồi cây A4 đây, cây này với cây đó cũng chắc một cặp, nó nhìn thấy cũng xứng xứng nè ha. Đây. Cây này là mấy cây này tạm thời nó hết phân nha bà con. Đó, cái này khi mình nuôi cái mình vô phân nó cây rất là mà mau sung cây lại ha. Cây mà hết phân mình đi nó rất là khỏe cây. Chiều cao. Chiều cao là 86. Cây này khá đẹp ha, gốc lớn. Đế cũng đẹp luôn. Đây, tán ngang dài nhất như là nó 90. Cái này em chưa có bôi keo lên mấy cái mặt thẹo ha, mặt cắt ha. Này mới cắt chỉnh nó lại. Đây, mình đo cái hoành vị trí này 38 ha bà con. Đó. Cái này đế cũng tạm được ha, cũng đẹp ha. Cây này em giao lưu bà con là giá 3,9 triệu. Đó. Cây này là cây A4 ha bà con. 3,9 triệu ha. Không, cái này bình thường. Chóc nó da tí ha, mà tới da bình thường. Đó, 3,9 triệu. Đó, em bao ship toàn quốc ha. Cái cây này khoảng nửa tháng 20 ngày nữa thì rất là đẹp luôn, lên lá lên bông là đẹp, rất đẹp cây luôn. Về mình vô cái chậu hả, này là em bó bầu gì em cho đi ha bà con. Đó, em làm cái lồng chứ thật là cứng rồi, bắt đầu mình gửi đi. Em ép tàn vô tí về bà con có thể là chỉnh lại giùm em tí ha. A4 ha bà con. A5. A5 là một cây tông cao ha. Đây. Cây tông cao khá đẹp. Đó. Ai thích tông cao, cây này dáng rất là đẹp ha bà con. Cây này dáng rất có duyên ha. Tay tán chia ra từ chi chân ha, từ mâm hết ha. Mấy cây này ship đi tiền ship rất cao ha bà con. Cây nó rất nặng. Chiều cao là 125. Tán ngang nó là 96. Đó, tán ngang dài nhất là 96 ha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm, dòng này thì bông rất là thơm luôn, bông chùm cũng rất lớn luôn ha bà con. Đây nó lên một thân nữa, lên chia đây 3 thân, nhìn cây rất là có duyên ha, cây thân nó lắc lượng đó, tay tán nó đi theo nhìn cũng rất chuẩn luôn ha bà con. Đó, đế thì cũng đẹp luôn. Rồi em đo, em báo hoành ngay đây ha, hoành vị trí này là gần 36 ha bà con, ở dưới đây là 38 rồi ha. Đó, đây đế nó cắm xuống cũng rất đẹp ha. Đó, cây này có đế ha. Cây A5 này em giao lưu bà con là giá 4 triệu luôn ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Đó, A5 nha bà con. Đó, cây dạng tông cao ha bà con. Đó, cây này dáng lắc rất là có duyên cây luôn. Tiếp tục là cây A6 ha, cũng một cây tông cao ha bà con. Đây. Còn quẹt từ giờ nó éo lại trơn rồi đó. Cũng lá chung bông chùm luôn ha. Chiều cao như vậy là nó 109. Tán ngang gì là nó 96. Đó. Lá chung bông chùm ha, cây này cũng rất là có duyên cây luôn. Đó. Thân nó cũng lắc. Cây này với cây vừa rồi là ăn cặp ha bà con, nhưng mà nó cây kia cao hơn tí ha. Đây hoành đế vị trí này 36 ha bà con. Đó, đế cũng đẹp ha, cũng nở cũ ha. Đó. Cây này em giao lưu bà con là giá 3,8 triệu ha bà con, cây A5 ha, A6 ha. Đó. A6 là 3,8 triệu, em bao ship toàn quốc luôn ha bà con. Máy này khi đi là em ép lên tí ha bà con. Đó, này dây nó cũng vô nhiều, nó cứng nó dẻo lắm.
về bà con bẻ chỉnh lại giùm em. Chứ mình đóng kiện mà bự quá thì bên bưu cục nó không có nhận. Chứ cỡ này tình hình dịch cái mình đi hơi chậm chút ha bà con. Đó. A7. Đây, A7 là một cây lùng ha bà con. Chiều cao là 42. Đó, cây này nguyên một gốc rất là lùng ha bà con. Đó, phơm tàn thì nó tròn đều hết rồi. Tán ngang là 68. Lá chung bông chùm luôn ha. Lô này em là lô lá chung luôn ha bà con. Cây lá chung khi mình để chậu lâu năm nó có thể rút cái lá là cũng nhỏ nhìn giống như lá xoắn luôn ha bà con. Đây 39 là hoành, 38 đây. Đây có cái mặt cắt đây ha. Cây này em có lên lần rồi nhưng mà không xong giá, em không có giao lưu ha. Cây này em giao lưu bà con là 1 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Mã số A7 ha bà con. Rồi, đổi cây. Đây. A8 là một cây bồ đề ha bà con. Đó, bồ đề làm dồ gì nè ha. Bồ đề. Cây này rất là quái cây ha. Chiều cao như vậy nó là 50. Tổng cái chiều dài tán như vậy nó là 64. Đó, cái cụm này rất là quái ha bà con. Đây, tổng hình cụm như là 45 ha. Đó. Mình đế nó dưới luôn rồi. Đó, tổng mình đế gì báo luôn cho. Mình đế như là nó 87. Đó. Cây này em giao lưu với bà con là giá 1 triệu rưỡi, em xúc ship luôn cái chậu nhựa này ha bà con. 1 triệu 500 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Đây mã số A9. A9 là một cây nu gọt cong ha, cái này dạng lùng lực mini ha bà con. Chiều cao như vậy là nó 24. Đó, tán ngang như vậy là nó 39. Dòng chung nu này, dòng mà gọt cong này thì cây nó có giá trị ha bà con. Đó, cái này mình phơm tàn rất là ấm mịn rồi ha. Đây, hoành vị trí như vậy là nó 18 ha. Dính luôn cục nu này ha bà con. Đó, cây này em giao lưu với bà con là giá là 1 triệu 400 ngàn ha. À, em bao ship toàn quốc, cái này về mình muốn nuôi cốt cành thêm bà con nha. Vô cái chậu lớn ha, thay chậu lớn vô giá thể mới giùm em nhiều nhiều ha. Bắt đầu mình nuôi thả cốt cành, rồi mình lợp lên cho nó mịn lại ha. Đó, 1 triệu tư em bao ship toàn quốc ha. A10 là một cây trung nu ha bà con. Đây, cây này rất là có duyên cây luôn. Đó, cốt cành cắt giật ha bà con. Đó. Chiều cao như vậy là nó 24. Tán ngang như vậy là nó 39. Đó. Phơm tàn rồi ha, tai chi rồi ha, nó gõ nát hết ha bà con. Đó, để em đo cái hoành. Trung nu ha, cái này là trung nu, 20 là hoành ha bà con. Đây, chỗ này có lỗi một tí đây rồi. Này, cái vết này, nó đang kéo lại ha. Giờ bà con xử lý gian thời gian là cây nó kéo lại ha, kéo rất là nhanh ha, chỗ này ha. Rồi, 1 triệu, em bao ship toàn quốc, ship luôn chậu ha bà con. Đây tiếp tục là cây trung nu mã số A11. Cũng đồng giá là 1 triệu luôn ha. Đây chiều cao như là 19. Đó. Cây đang lên bông ha bà con. 39. Đó là tổng tán dài về mình có lục bình đó, rễ lục bình mình đắp lên ha. Ăn cho rễ nó ăn lên, cây nó mau sung ha bà con. Này em mới vừa cắt ép chậu lại. Mình nuôi một thời gian nữa cây mới sung mới mịn lên dữ nữa ha. Này cốt cành rất là lớn rồi ha, cũng lớn rồi. Già. Yeah. Đây, hoành như gì là 16. Cây này cũng đồng giá là 1 triệu ha bà con. Đó. Rất già cây à. Rồi. A11 ha bà con, A12. A12 cây này cũng đồng giá là 1 triệu luôn ha bà con. Cây này cái củ rất là lớn ha. Chiều cao như vậy là nó 22, tán ngang như vậy là nó 33. Đó, một củ rất là lớn luôn ha. Về mình dưỡng tứ dưỡng rễ atonit đồ vô ha bà con. Đó, để cho cây nó mau phát triển lại ha. Cái này em mới ép chậu ha. 28 ha. Vị trí này. Vị trí eo trên đây là 17 ha, 18. Cái này cũng đồng giá là 1 triệu luôn ha bà con. Em bao ship toàn quốc ha.
Đó. Cây rất là già cây ha bà con. 13A13. Cây dừa gò A12, cái này A13 là một cây linh sam siêu bông ha. Chiều cao là 29, tán ngang như gì là 44, cây này giá 800 ha bà con. Đó, cốt cành nó rất là mịn nè ha, cũng lớn luôn. Lô này nuôi khoảng 1 năm rưỡi ha bà con. Đó. Thân thì rất là quái cái thân ha. Đó, dáng trực mà nó quắn quéo ha. Như gì là 16 ha bà con. Rồi cái này em giao lưu bà con là giá 800 ngàn ship luôn cái chậu này ha. Đây. Đó, phơm tàn rất mịn ha. 14. A14 là một cây đa ưu điểm ha bà con. Cây này 1,6 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Dòng này thì ở em giao lưu cũng khá mạnh ha. Cao là 39. Tán ngang như vậy là nó 59. Cây này cây lớn ha bà con. Đó, hôm qua thì em vô trong cái chậu thì em bán 1,8 triệu ha. 1,7, 1,8 triệu. Đó. Cái này không có chậu thì mình giảm lại tí ha bà con. Hoành vị trí này là 23 gần 24 rồi ha. Đó. Đây. Phơm tàn rất mịn, cái củ rất nở, đế cũng đều đẹp luôn ha. Đó, giá 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc ha bà con. A15 là 2 cây. Một cặp này em giá báo giá là 650 ha bà con. Đó. Siêu bông ha. Về mình có thể mình vô chỉnh sửa mình vô cái chậu đẹp lại ha bà con, là cây này nó cũng có giá trị ha, cao nó là 29. Tổng chiều dài tán là 42. Còn cây này cao nó là 20, tổng chiều dài tán là 42 luôn ha. Đó, hoành nó khoảng 8-9 nha bà con, cây này khoảng 10 ha. Đo cây này thử. Cây này là 10 ha bà con, cây này khoảng 8 ha. Rồi một cặp này 650 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Linh sam siêu bông ha bà con, cốt cành là lớn hết rồi ha. Cây này nuôi cũng khoảng năm ngoài ha. Giá này rất là dễ chơi một cặp ha bà con. Đây A16 là một cây linh sam siêu bông luôn ha. Đây, cây này cũng đang lên bông lai gai ha. Dáng rất là quái, đế rất là đẹp ha. Chiều cao như là 33, tán ngang như là 48. Đó. Phơm tàn rất là mịn ha bà con. Đây, cái hoành vị trí này là 13 ha. Đó, cái hoành cũ như là 22 ha bà con. Rồi, cây này em giao lưu với bà con là giá là 700 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha. Đây. Rất là mịn luôn. Cây này mình nuôi thời gian là giá trị nó cũng tăng lên theo ha. Cây này khá già rồi. A17 là một cây linh sam siêu bông, đang lên bông. Cây này khi tới nơi có thể là rụng bông hết ha bà con. Đây, chiều cao là 55. Cây này cây mẫu tử ha. Tán ngang như là 42. Ở cây này thì về hết bông thì cứ việc cun nó một cái, bắt đầu là vô nước nó lên bông tiếp ha bà con. Cây này nó không được sung quá bởi lên bông rất là dễ lên. Đây, hoành như vậy là 18 ha. Cây này em giao lưu bà con là giá 700 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Cây mẫu tử ha bà con. Đó. Cây rất là già cây ha, hai nước dây ha bà con. Siêu bông. A18 là một cây khế chua ghép khế nhật ha bà con. Cây này đang lên bông, khi cây đến nơi cái triệu chứng nó rụng lá chuỗi hay đỏ lá là chuyện rất là bình thường ha. Cao là 30. Đó, số điện thoại của em là 0939442212 ha bà con. Đó, 48 là tán ngang. Dòng này đi thì rụng lá là rất bình thường ha bà con. Bà con yên tâm cái vụ mà rụng lá, đừng có lo nó mà nó chết hay là nó si gì hết trơn á. Nó buông lá lên lá mới ha. 12 là hoành, 550 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Đây, cái đế dài rất là đẹp ha. A19 chiều cao nó là 30, cây này cũng 550 ha bà con. Tán ngang như là 44 ha. Đó, 550 ngàn, em bao ship toàn quốc ha bà con. Mấy cái lá này chuẩn bị nó vàng nó rụng, bây giờ em không đem đi nó cũng vẫn rụng ha bà con. Đó. 16 là hoành, đó, cái này khoảng 20 ha. Đó. Về mình tưới nước, mình tưới Atonis vô là cây lá nó xanh nó mướt lại ha bà con. 550 ngàn em bao ship toàn quốc ha. A19 ha bà con. A20 đồng giá là 550 ha. Lô này em còn được 3 cây ha. Nó chiều cao như là 30, tán ngang như là 48. Đó. Cuối clip em được mấy cái đôn với mấy cái mà chậu qua để giao lưu với bà con ha bà con. A20 giá 550 luôn ha. Đây. 14 rồi 15 ha. Đó. Nè mấy cái này nó phân phân gì nè, nếu mình cắt cái xích trong gì đặng cho tược nó đâm ra ha. Đó. Rồi, 500 ngàn, 550 ngàn em bao ship toàn quốc.
21 là lọc vừng ha bà con. Đây cái lô lọc vừng, cây này đi bữa hổm lá chuỗi rụng hết trơn nè. Cây này giá chỉ 600 thôi bà con. Cây này nó được hai nước dây rồi, xả gà vô loại hai nước ha. Chiều cao như gì nó là 46. Cây này khá có duyên cây ha. Tán ngang gì là 49. Đó. Cây này dáng cũng dáng thú vậy ha. Gần 24 tính 23 ha bà con. Cây này em giao lúa bà con 600, em bao ship toàn quốc luôn ha. Em bó bầu cho đi ha bà con. Cây dạo này dở cái là banh bầu ha. A22 cây này giá 900 ha bà con. Đây cây này rất là đẹp cây ha. Khá lớn cây luôn. Chiều cao như vậy là nó 59. Đó. Bộ đế rất là đẹp luôn ha. A22 là hoành ha bà con. Đó cái tổng hoành đế như vậy là nó 42 ha. Đây cái đế chiều cao đế lên đây lên tới đây là nó khoảng 16. Cái này em giao lúa bà con là giá 900, cốt cành con tay út hết này ha bà con. Tay út lớn hơn, nhỏ hơn tí cũng có. Đây. A23, đây cũng là một cây lộc rừng luôn ha, chiều cao như vậy là 40, ngang như vậy là 43. Đó. Cụ gắt quái ha, đồng giá là 600 như cây 21 ha bà con. Đó. 25 là hoành. Đây tổng cái hoành đế gì là 36. Cái này em giao lúa bà con là giá 600 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Đó. Đây 24 là một cái chậu, chậu này là chậu Bát Tiên hay là ủa chậu Tam Đa Phước Lộc Thọ ha. Đó, chậu này dạng chậu giả cổ ha. Chậu cũ ha. Chậu này không phải cũ, chậu mới. Dạ, cao là 33. Tán ngang phủ bì luôn là nó 49 nha bà con. Gần 50 ha. Đó. Chậu này chậu rất là đẹp ha. Tùng Cúc Trúc Mai Tam Đa Phước Lộc Thọ ha bà con. Đó, cái lồng nó đây ha. Chậu này là chậu lành tích, không chạy xước, không tóc gì hết ha bà con. Đó. Cái này em giao lưu bà con là giá 900 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. Cái chậu này mình xài thời gian nữa, nhìn nó cũ rất là đẹp luôn ha bà con. 900 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Đó, đất chậu đó ha. Rồi, đó. À, 25. 25, 26 là em được hai cái chậu này ha bà con. Đó. Cá quá lông ha. Đó, hình rồng đắp nổi nhìn rất là đẹp luôn ha bà con. Đó, chậu này cũng chậu dạng mới ha bà con. Đó. Kêu bằng chậu quả biến đó, nó hút lửa đó. Cái lên cái màu nhìn rất là đẹp ha. Lò chỉ lâu lâu được cái hai cái thôi ha bà con. Chiều cao là 29. Đó. Đây. Tổng cái phủ bì nó là 45, cái lọt lòng nó 40 ha bà con. 39 ha. 29 gần 40 ha. Rồi cái này em giao lưu bà con là 800 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây. Hình con rồng đắp nổi rất là đẹp ha. Này cá quá rồng ha bà con. Cá chép quá rồng ha. Đó. Chậu này là lành tích, không có gì hết ha bà con. Đây cũng một cái luôn. Kích thước cũng như vậy luôn ha bà con. Không tóc, không chày chứ, không có bị găng nứt gì hết ha. Đó, kích thước nó cũng như nhau ha bà con. Cái này cũng khá nặng ha. Đây, cái này em cũng giao lưu với bà con là giá 800. Đây, nhìn qua văng rồng đắp nổi nhìn rất là đẹp ha. Đó. Rồi, mã 26 này em cũng giao lưu bà con 800 ha. A26 ha bà con. Đó. Em có một cặp ha. Ai lấy một cặp thì em bớt chút đỉnh ha bà con. Đây cái đôn là cặp đôn là A27 ha. Đây cuối clip. Đây. Cặp này em giao lưu với bà con là giá là 3,4 triệu như thường ngày ha. Em có lai gai thường xuyên bá đôn này ha bà con. Cao đó là 55. Đó. Ngang trên đây là 33 ha bà con. Còn dòng đôn, cái dòng đây là 101 đó ha.
Đó. Này một cái em vẫn bán luôn ha bà con. Đó. Này là đôn cũ ha. Đôn cũ chứ không phải là đôn mới ha bà con. Đôn này rất là cũ rồi, cũng mấy chục năm rồi, cỡ 30 năm ha. Đó. Cặp hai cái giống hệt ha. Hai cái này giống như gì là 3.400.000, em bao ship toàn quốc ha. Còn cái một mình lẻ một cái em vẫn bán ha bà con, nhưng ngày qua em bán con cái ha. Dạ dạ. Thầy, mình muốn biết đôn cũ đôn mới đó, nhìn cái độ dày của nó ha. Mình có thể lấy dũa, mình dũa sâu vô là cái thịt của nó đỏ ha bà con. Nhìn thấy nó cũ là mình biết rồi. Đó. Rồi, 3.400.000 cặp đôn A27 ha bà con. Rồi, cô Clip Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn ạ. À.